Dạ vâng, em xin chào các bác và em xin chào anh Giàu nhá. Anh này ở Sóc Trăng có đôi số điện thoại là 3066. Đã đặt cái cặp Sony được bên em nhá. Ok anh Giàu nhá, thì bây giờ em sẽ test bàn giao cho anh này. Đấy, đây, hai trước nhá. Em kết nối sẵn rồi. Thì những con này thì thực ra là bên em cũng test rất là kỹ rồi. Đấy, nhưng mà đây thì em vẫn test bàn giao lại cho anh nhá. Đấy. Thì sau đây mời anh và các bác cùng nghe qua cái chất của nó này. Loa này. Đây em sẽ tháo từng chiếc một này. Bát này, tép này. Đây, để em mở cái bản nhạc có lời nhá. Vậy là loa lên bình thường anh nhá. Cả bát cả test bình thường này. Tiếp theo chiếc còn lại anh nhá. Đây. Chiếc này xong rồi này. Đây nhá. Gần tròn 10 năm qua anh vẫn còn dày dứt vì trời suối khiến anh bội thế. Bao năm dần trôi tương đời em đã đổi chờ anh chị em ơi. Qua thời con gái rồi anh đưa mắt nhìn. Dạ vâng nhá, ok anh rồi. Thì bây giờ em sẽ đóng hàng và gửi hàng cho anh nhá. Ba tép từ trước là lên ok rồi. Bây giờ em sẽ mang ra để các bạn đóng hàng cho anh. Cảm ơn anh đã tin tưởng đặt cái sản phẩm này bên em. Chúc anh Giàu luôn luôn mạnh khỏe và có thật nhiều thời gian để theo dõi kênh bên em nhá. Dạ vâng, xin chào anh và chào các bác nhá.